Vâng, chào các bác nhá. Hôm nay thì em vừa về được một ít đồ này các bác này. Đây gồm có 4 con lọc ha, 2 con lọc Marang. Đây 2 con lọc Sansui SE80 này. Đây và trong đây thì em có về được một con âm ly Pioneer A150 ha. Đây, kế tiếp là một con âm ly Sansui AOD607 này. Đây và bên đây là hai con đẩy ha, hai con đẩy Nhật Yamaha A150. Đấy, dòng này các bác chơi 30 ha, bắt 30. Và bên trong thì em có về được 3 cặp bốt 301 AV. Đấy, dòng AV là dòng cao cấp ha. Đấy, nó cao cấp hơn những dòng CD2, CD3, ha, CD4, CD5. Đấy. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem hai cái dòng lọc này trước ha. Đây là lọc Marang. Đấy, hai con giống nhau. Đây, thương hiệu Marang này các bác này. Và model là EQ551. Đấy, em về được hai con giống nhau ha, EQ551. Đây con này nó có đèn nước ha, đèn nước màu xanh. Khi mà các bác mở nhạc thì nó sẽ nhảy trong đây. Đấy. Và mỗi bên là 10 cần chỉnh ha. Đây, red right này các bác này. Hai bên chỉnh riêng biệt ha, red right. Mỗi bên là 10 cần chỉnh. Đấy, hai con giống nhau ha, còn rất là mới các bác. Đấy. Đây là cái nút tăng giảm đèn nước ha. Đấy. Rồi, những cái nút chỉnh này các bác này. Đấy, tắt mở đèn nước này. Đây. Cộng trừ decibel này, tắt mở EQ này. Đấy, cũng đơn giản thôi, các bác về các bác nhấn một hai lần là các bác biết này. Đấy. Rồi, và tiếp theo là bên trên ha. Bên trên và phía sau đây, hai con này về còn mới lắm các bác này. Đây phía sau của lọc đây. Đấy, đường vào này, đường ra này các bác này. Đây cũng vậy ha, đường vào, đường ra. Rồi, các bác cùng xem cái thông số đây. Đấy, Marang xa băng ha. Điện 100V, công suất tiêu thụ 8W này. Đấy, xa băng. Sản xuất tại Nhật Bản ha, điện 100V. Rồi và em sẽ mở cho các bác xem bên trong cái nội thất. Đấy, con này em mở bằng hai tay, các bác thông cảm chờ em một xíu ha. Cái khớp nó hơi kẹt các bác, cho nên phải mở bằng hai tay. Rồi các bác cùng xem bên trong này. Đấy, tất cả là hàng zin tuyệt đối ha. Đấy, nguồn đây và vĩ mặt này các bác xem qua. Đấy, bên trong thì còn mới lắm các bác này. Đấy, những con tụ là màu nó còn rất là sáng ha. Đấy, tổng thể con Marang. Rồi em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đây EQ Marang 551 ha. Đấy, ghép nghe nhạc và hát karaoke. Đấy, chất tiếng rất là hay các bác. Bác mix chép lên nhiều ha. Rồi mỗi con là 3.900.000 ha. Đấy, 3.900.000 một con là em bao ship này. Đấy, 3.900.000 một con em bao ship ha. Đấy, tất cả là zin hết, hoạt động hoàn hảo ha. Rồi và tiếp theo là hai con lọc Sansui. Hai con này thì chất âm nó nhỉnh hơn các bác, nó lên mạnh hơn ha. Đây là Sansui SE80. Đấy, em về hai con giống nhau, SE80. Đấy, và lên con này thì nó có thêm đèn cần nữa ha. Có thêm đèn cần các bác, đèn cần màu đỏ ha. Và đèn nước đây. Đấy, có đèn nước luôn. Chớp chớp rất là đẹp các bác. Rồi em đếm cần cho các bác xem ha. 2, 4, 6, 8, 10 cần. Đấy, nó bằng con Marang. Mỗi bên là 10 cần chỉnh ha. Đấy, hai bên là 20 cần. Đấy, tổng thể hai con này còn rất là mới các bác. Đấy, rồi và đây là phía trên ha. Đấy, cũng còn khá là mới. Và phía sau của lọc đây. Đấy, cả hai con ha. Rồi, con này đi 100V này, công suất tiêu thụ 14W ha. Đấy. Có một cái volume phía sau này các bác. Đấy, lọc cái volume nữa ha. Các bác chỉnh to nhỏ. Rồi, đường vào input này các bác này, đường ngoài cùng ha. Và đường ra là đường này. Output này, đấy, đường ra đây. Đấy, còn những cái đường này các bác có thể ra sức điện ha. Nhôm tín hiệu ra sức điện. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem ở bên trong. Đây bên trong nội thất thì các bác xem qua ha. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi nhưng mà tiếng hay ha. Lên bát chép nhiều các bác. Đấy, tụ này. Đấy, các bác ghép nghe nhạc hoặc là karaoke. Đấy. Tăng 3 dải lên rất là nhiều ha. Rồi con lọc này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Sansui SE80. Đấy, mỗi con là 4.900.000 ha. 4.900.000 một con. Đấy, em bao ship toàn quốc này. Đấy, có đèn cần và đèn nước luôn. 4.900.000 bao ship một con ha. Rồi và tiếp theo là hai con âm ly
Đây, con đầu tiên là con Bioner. Con này to các bác. Đấy, con này cũng to ha. Hai con ông lì rất là to. Đấy, Bioner A150. Đấy, mặt phay nhôm trắng nha. Đấy, các bác xem nó đẹp này các bác. Đấy, con này mới lắm. Đấy, những đường vào đây. Đấy, con này chơi được A, B, A cộng B ha. Bắt, chết, ba lăng đây. Đấy, mono CT, volume ha. Đấy, con này đẹp lắm rồi các bác. Công suất rất là khỏe, 300W ha. Đây là phía trên của âm ly. Đấy, nắp lưng còn mới lắm. Đấy, con này đẹp ha. Rồi, và tiếp theo là cái thông số đây, các bác cùng xem. Đây là phía sau ha, của âm ly. Đấy, rất là đẹp các bác. Hai cầu loa AB. Đấy, và cái trở kháng thì các bác ở đây ha. Đấy, nó đánh cầu A hoặc là cầu B 4-6 ôm này. Đấy, hoặc là các bác gạt xuống ha, là 6-16 này. Đấy, chế độ đánh nó rất là rộng ha, từ 4-16 luôn. Nhưng mà các bác chú ý là phải gạt ha, gạt nút này. Đấy, A cộng B là 8-12 hoặc là 12-32. Đấy, các bác gạt nút này ha. Rồi, và đây là cái thông số của âm ly. Đây, điện 100V, công suất 300W các bác này. 300W ha. Đấy, cái số seri thì nó bị mờ một mấy chữ rồi, mấy số rồi, 10025. Đấy, những đường vào đây các bác này. Rồi, cái âm ly rất là đẹp ha, và công suất khỏe. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn hát karaoke thì vẫn hát được ha, hát chữa cháy được. Đấy, còn các bác muốn khỏe thì các bác chơi đẩy. Rồi, các bác chờ em xíu, em mở bằng hai tay ha. Rồi, các bác cùng xem tổng thể bên trong nội thất này. Một cái nguồn lớn này. Đấy, bên trong đây 4 tủ lọc ha. Đấy, tủ lọc là 4 con các bác. Và sò là 8 con ha. 8 sò nằm tiếp trong đây các bác này. Nằm ở dưới cái vỉ tảng nhiệt này. Nó chạy tổng cộng là 8 sò than ha. 4 con sò than 2 vít. Và 4 con sò than 1 vít ha. Đấy, tổng cộng là 8 sò than. Đấy, tổng thể vỉ mặt này các bác cùng xem ha. Rất là gấu. Đấy, thiết kế là đặc nghẹt luôn ha, vĩ mặt. Đấy, cực kỳ gấu các bác. Đấy, Bioner thì các bác chơi yên tâm ha. Âm ly Bioner thì rất là hay rồi. Những đồ của Bioner thì làm rất là chất lượng ha. Trong cái tầm giá nào nó cũng hay các bác. Các bác chơi âm ly 2 triệu nó có cái hay của 2 triệu ha. 5-7 triệu nó có cái hay của giá đó ha. Bioner làm rất là tốt. Rồi, con này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, đánh loa 30 thì rất là nhẹ nhàng rồi. Đấy, con này thì 5.8 triệu ha. 5.8 triệu em bao ship. 5.8 triệu bao ship toàn quốc các bác này. Đấy, Bioner 150. Cực kỳ mới ha. Rồi, và tiếp theo là con Sân Xui. Đấy, con này các bác cũng rất là thích này. Rất là nhiều bác thích luôn. Đợt trước em có 1-2 con mà các bác gọi ha, rất là nhiều. Đấy, Sân Xui AOD607 này. Chơi được A, B, A cộng B. Đấy, bát chép ba lăng, lâu nét ha. Volume đây, đấy, những đường vào đây. Con này thì còn mới lắm, các bác cùng xem mặt mũi này. Đấy, rồi, và đây là phía bên trên ha. Đấy, bên trên cũng còn đẹp này các bác. Đấy, con này về đẹp ha. Rồi, và tiếp theo là ở phía sau. Đấy, phía sau cũng còn đẹp luôn này. Đấy, đẹp từ trong ra ngoài ha. Hai cầu loa AB. Đấy, đánh từ 4-16 này. Đấy, rồi, và con này thì điện 100V, công suất là 180W ha. Đấy, 180W thì các bác chơi loa Nhật bắt 30 là vô tư rồi. Có rề ao, có men in này. Đấy, những đường vào đây. Rồi, và tiếp theo là bên trong nội thất. Con này thiết kế cũng rất là gấu này các bác. Đấy, các bác xem cái nội thất rất là gấu của con Sân Xui ha. Chạy hai nguồn các bác. Chạy tận hai nguồn ha, và 4 tủ lọc lớn này. Đấy, bên trong là vỉ mặt rất là nhiều ha. Đấy, tất cả là zin hết các bác. Đẹp zin hết ha. Đấy, bên trong siêu đẹp luôn. Đấy, rồi, con này các bác chơi hay ha, nghe nhạc rất là hay. Bát chém lên mặn ha.
và bát 30 các bác chơi thoải mái luôn, loa nhạc bát 30 nghe nhạc thôi. Quên em báo các bác nó chạy 4 con sáo thang ha. Sáo thang bên trong các bác, bên đây 2 con này. Và bên đây 2 con ha, nằm tít ở dưới. Đấy. Tổng cộng là 4 sáo thang 180W ha. Và con này em cũng xin báo giá là 4.2 triệu ha. 4.2 triệu con này là em bao ship. Đấy, 4.2 triệu ha các bác ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi và tiếp theo là dòng đẩy ha. Đây, bác nào cần đẩy thì các bác chơi con này. Đấy, đánh bát 30 ghép 3 hát karaoke rất là tuyệt vời ha. Thương hiệu Yamaha, model là A150. Đấy, hai quai sắt này. Hai con này về mặt mũi còn đẹp này các bác cùng xem qua ha. Đấy, hai volume. Một nút nguồn đây. Đấy, còn rất là mới các bác mặt mũi ha. Rồi và đây là phía trên mặt lưng. Đấy, mặt lưng thì có xước sắc nhẹ nhẹ thôi, liti thôi ha. Và tiếp theo là bên trong đây. Đấy, nội thất của con đẩy Yamaha ha, một cái nguồn đây các bác. Và tủ lọc bên trong đây này. Đấy. Đấy, tất cả là còn đẹp zin ha và chạy 8 sò than các bác. Ở phía trên là 4 con. Đây các bác cùng xem cái chân sò này, 1 2 3 4 này. Và ở dưới nữa ha. Nó có hai lớp như vậy các bác, trên dưới ha, tổng cộng là 8 sò than. Đấy, 8 sò than thì các bác chơi bắt 30 của Nhật là vô tư rồi. Đấy, ghép vang hát karaoke ha. Rồi đây là phía sau của đẩy đây, con đầu tiên này. Đấy, con ở dưới này các bác. Đấy, đẹp như nhau ha. Rồi và các bác cùng xem cái thông số này. Đấy, đi 100V ha. 350W này. Đấy, model A150. Được vào là 6 ly hoặc là Canon ha. Đấy, bên B bên A đây. Rồi và tiếp theo là giá bán ha. Con này thì em đang bán là 3.4 triệu ha, 3.4 triệu một con. Đấy là em bao ship toàn quốc ha, 3.4 triệu một con các bác, em bao ship toàn quốc. Rồi và tiếp theo là 3 cặp bốt 301 AV. Đấy, một dòng cao cấp ha của đời 301. Đấy, bản này là bản kỷ niệm các bác, bản kỷ niệm của dòng 301 ha. Đấy, dòng chỉ đỏ này các bác xem nó rất là sang ha. Đấy, em về được 3 cặp. Rồi các bác cùng xem em quay chi tiết từng cặp ha. Đây là e-căng phần cặp đầu tiên này. Đấy, cặp số 2 này. Em quay e-căng trước ha. Đấy, cặp số 3 đây. Đấy, tất cả là còn đẹp hết các bác. Rồi đây là phía trên ha. Cặp số 3 này. Cặp số 2 này. Và cặp số 1 đây. Đấy, phía trên là còn đẹp hết này các bác. Những cái cặp bốt cao cấp như vậy ha thì hàng đẹp em mới lấy. Hàng phải đẹp xuất sắc ha. Chứ hàng mà nó cấn móp là khó bán các bác. Có bán rẻ thì các bác cũng không mua. Đấy, những cặp này phải đẹp ha, tại vì nó cao tiền các bác. Đấy, cho nên là phải đẹp xuất sắc ha em mới nhập. Đấy, phía sau cặp số 2 này. Đấy, tất cả thì không có bị cấn móp bể nở gì đâu. Các bác mua cứ yên tâm ha. Góc cạnh là em bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, cặp số 3 đây. Đấy, nhà bác nào mà có phòng mà trong phòng hay các bác hát karaoke rất là hay, hoặc là phòng khách cũng được, phòng khách mà các bác tầm 20-25m2 ha. Các bác chơi cặp này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đấy, rất là sang trọng ha. Nhỏ nhưng mà giá cao các bác. Bốt 301 AV monitor. Đấy. Dòng này thì không có đề công suất đâu ha. Đề cái trở kháng 8 ohm thôi. Đấy, những dòng bốt nó không có đề công suất đâu các bác. Đấy, phía sau cả 3 cặp. Siêu mới ha. Rồi, và tiếp theo thì em quay cho các bác xem bên trong những cái tuyến loa. Những tuyến loa bass ha. Lát em sẽ mở cái củ bass cho các bác xem luôn. Rồi, em mở những cái e-căng ra. Đây là cặp đầu tiên ha. Cặp đầu tiên thì nó chưa có bị mục gần các bác. Nhưng mà tình hình thì cũng sắp rồi. Đấy, cái gần ha, gần zin của nó này. Gần zin màu xanh ha. Đấy. Tất cả là còn zin hết. Đấy, cái gần này thì em cũng khuyên các bác là bác nào mua thì em thay gần cho ha. Chứ nó cũng sắp rồi các bác. Em ấn vô thấy nó cũng hơi rồi ha. Để em thay luôn cho các bác xài cho nó lâu. Cho các bác về đánh một vài hôm nó lại bùng hết ha. Bùng hết thì lại dở.
lại bác công đi thay, bác công gửi về cho em nữa ha. Bác đã mua em thay luôn. Đấy, đây là cặp đầu tiên đây. Đấy, những cái tuyến loa thì còn siêu mới luôn, các bác cứ yên tâm ha. Rồi những cái chép thì lát em sẽ mở cho các bác xem sau ha. Rồi đây là cặp số 2 đây. Quay những cái bát cho các bác xem trước. Đây là cặp số 2 đây. Cặp số 2 thì thay gân rồi ha. Cặp này thay gân rồi nè các bác này. Các bác xem thay gân này. Cực kỳ chuyên nghiệp ha. Các bác nào mà chưa có chơi rành là các bác nhìn không biết luôn ạ. Đấy. Thay cực kỳ sắc nét các bác. Đấy. Cặp này thì thay gân rồi ha, thay gân nhún này. Đấy, cặp này màu đẹp ha. Màu nó hơi xám xám. Đấy. Đấy, những cặp này thì về chỉ có một gân thôi chứ không có bị một bất cứ điều gì ha. Rồi, và tiếp theo là cặp số 3. Đấy, cặp này thì gân còn tốt này. Cặp này chắc là ra sau ha. Ra sau nhiều năm cho nên là gân tốt lắm các bác. Ấn vào là chưa có tình trạng là mục ha. Đấy, gân này các bác xài vài năm nữa chưa xi nhê. Đấy. Rồi, đây là cái bát thứ hai. Đấy, gân nó còn cực kỳ tốt luôn. Gân này gân zin ha. Gân này thay rồi này. Và gân này thì cũng sắp thay ha. Bác đã mua em thay luôn cho chắc các bác. Bác cầm về các bác đánh vài bữa nó bung. Rồi, và tới chép ha. Đấy, chép thì các bác để em mở một loạt luôn. Em mở một loạt luôn rồi em quay ha. Em vừa mở tất cả e căng của cái chép ra này các bác. Đây em quay từng cặp trước ha. Đây là cặp số 1 đây. Đây những cái chép này các bác xem nó còn mới lắm ha. Tất cả là nguyên bản hết. Đây, chỉ có dính bụi mịn thôi. Rồi và đây là cái thứ hai này. Đây, những dòng cao cấp này tiếng nghe rất là hay các bác. Đánh sắc nét ha. Chép sáng các bác. Bát thì khỏe hơn những dòng CD2, CD3 ha. Bát nó đánh có vẻ khỏe hơn các bác. Nếu mà nghe thì nó chắc hơn ha. Đấy, đây là chép của cặp số 2 đây. Đấy. Rồi và đây này ha. Đấy, tất cả là còn đẹp hết các bác. Rồi và chép của cặp số 3. Đấy, sẵn tiện thì em mở cái cũ cho các bác xem luôn này. Đây là chép của cặp số 3 ha. Đấy, những dòng AV này các bác chơi rất là chất lượng. Ha. Rồi và đây là cái cuối cùng ha. Đấy, chép đây. Đây chép đây các bác ha. Đấy các bác vừa xem qua tất cả những cái tuyến loa. Đấy, từ loa bát cho tới loa chép ha. Và cuối cùng là cái cũ loa bát. Đấy cũ loa chép thì các bác xem đây này. Đấy, tất cả đều bọc từ hết ha. Và cái cũ loa bát cũng vậy. Cũng bọc từ luôn các bác. Đấy, bọc từ rất là đẹp ha. Sexy 7 màu luôn. Đấy. Khá là to các bác. Đấy, bát đã đánh lực ha. Đấy, lực nhất trong cái dòng bốt 301 luôn. Rồi và bên trong ha, bơm tiêu âm. Đấy, bơm tiêu âm này và cái phần tầng ha. Đấy, em thấy một cái con tụ vàng này. Đấy, và bóng đèn là ba cái ha. Ba cái bóng đèn. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết. Đấy, chỉ có hai cặp này thì thay gân thôi. Ha, thay gân nhún thôi. Cặp này thì gân còn rất là tốt. Đấy, các bác xài vài năm chưa xi nhê. Đấy, các bác vừa xem qua tổng thể ha, ba cặp bốt 301 AV em cũng xin báo giá luôn. Đấy, mỗi cặp là 12.900 ha. 12.900 một cặp các bác. Đấy, 12.900 một cặp ha, là em bao ship toàn quốc. Đấy, bác nào thấy hợp lý và quan tâm thì các bác ủng hộ giúp em. Đây 0981 384842 và em cũng xin chào các bác nhé.